kill. Bực bội quá à. Anh chạy kiểu gì mà té gì vậy? Gió hết trơn rồi nè. Lỗi, anh đâu biết đâu lỡ trơn. Anh chạy không đàng hoàng gì hết á. Tôi không biết. Mình chia tay đi. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại bản mặt của anh nữa đâu. Anh chắc chưa? Chắc. Chắc nghe. Chắc mấy năm rồi? Thì cũng 10 năm. Trời ơi, lúc đó nó hay dữ lắm nha. Hên là tôi còn thương bà, tôi mới xin lỗi. Chứ gặp khác nó bỏ mà mất xác rồi. Ủa, thì tại nóng giận gái ta nói vậy thôi. Chứ tôi cũng thương ông chứ bộ. Thương thấy ghê. Thôi bà nội ơi, vô dọn cơm ăn bà ơi. Má cái gì khác bà ơi? Tôi nghe mùi khác khác nè, sao biết cái gì á? Cái gì khác nè? Ôi chứ, trời ơi, cái nồi cá của tôi. Tại ông không á. Hả? Ông kêu tôi ngồi nói chuyện chi vậy? Thằng ơi, cái này đối đùa tôi à. Nãy giờ những cái ngồi đây nói chuyện nhưng nóng không chịu vô coi bà nội ơi. Nói tôi mới nghe chứ bộ. Mệt mà khét chân rồi báo không à. Ngộ ghê trời. Ông ơi. À. Cái gì? Cứu tôi. Gì? Cứu tôi, chết tôi ơi. Ai chết? Ờ cái gì nữa vậy trời? Ông ơi. Vũ vậy, vũ vậy, vũ vậy, cái gì? Hả, cái gì? Kiến nó cắn tôi nè. Thấy thật là bà nội đang ngủ luôn á. Thì kiến nó cắn tôi. Kiến nó cắn thì gãi, trời ơi, gãi nè. Trời đó, hết dứa chưa? Hết à. Thấy ghê. Người ta còn trẻ làm gì, nhõng nhẽo còn dễ thương. Bà nội này già rồi làm gì thấy ghê quá. Đây, người ta nhìn ra đây nè. Ghê không? Hệ thống gì nữa không? Mệt quá, tôi ngủ rồi, trời tôi đi làm mà. Mệt thì ghê luôn. Bộ quá à. Nhóm nhẽo xéo không cho nữa. Nghỉ đi. Ông ơi cứu tôi. Cái gì cái gì cứu gì? Cái gì nữa vậy trời? Ai, cái gì cái gì cái vụ gì? Cái tay tôi bị kẹt rồi nè. Ông gỡ cho lẹ lẹ ơi. Xong đó mẹ. Cho con ngủ cái mẹ. Trời ơi trời. Đây. Làm cái trời hoài vậy? Không ơi, cứu tôi. Không ơi, cứu tôi. Cứu tôi. Bà nội này tối hù rồi, đi đâu mất tiêu rồi trời. Đi làm về cái đó kiếm cơm ăn không có ăn nữa. Bụng chết rồi trời thiệt chứ. Vợ con giết mệt thiệt chứ. Vô ăn mì gói đi. Cứu tôi em ơi.